Chiều 22 tháng 12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 13 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tham gia hội nghị có lãnh đạo vụ địa phương 2, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết Trung ương 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 ban hành tháng 3 năm 2003 nhằm khẳng định rõ vai trò, vị trí quan trọng, nòng cốt của kinh tế hợp tác xã trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sau 20 năm thực hiện, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 1,2 ngàn tổ hợp tác. Các tổ hợp tác đã và đang phát triển và đi vào hoạt động có hiệu quả và chiều sâu hơn so với trước đây. Riêng với mô hình hợp tác xã, hiện toàn tỉnh có 442 hợp tác xã, quỹ tín dụng và liên minh hợp tác xã, trong đó có 416 hợp tác xã, quỹ tín dụng đang hoạt động, tăng 328 hợp tác xã so với năm 2003, với tổng số vốn trên 1,6 ngàn tỷ đồng, gấp 53 lần so với năm 2003 và trên 50.000 thành viên. Sau 10 năm triển khai và thực hiện luật hợp tác xã 2012, đến nay nhiều hợp tác xã mới được thành lập để tổ chức sản xuất, phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương. Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả, phát huy tốt những lợi thế của địa phương, áp dụng những điểm mới của luật hợp tác xã năm 2012 để nâng cao nội lực, củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã phát huy thế mạnh, vai trò tiên phong trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Một số hợp tác xã nông nghiệp đã thực sự hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm khép kín, từ sự liên kết chặt chẽ giữa các hợp tác xã với các thành viên, giữa các hộ gia đình để có sản phẩm đầu vào ổn định, đến chế biến và liên kết với doanh nghiệp để xuất khẩu. Tại hội nghị, đại diện các địa phương và hợp tác xã đã trình bày tham luận về những kết quả đã đạt được và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết Trung ương 13 và luật hợp tác xã năm 2012, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nghị quyết Trung ương 13 và luật hợp tác xã năm 2012 trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện nghị quyết Trung ương 13 về phát triển kinh tế tập thể. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu ra những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế, một số tồn tại như kinh tế phát triển chưa xứng với tiềm năng, vốn điều lệ của các hợp tác xã còn thấp, việc thu hút các thành viên tham gia vào các tổ hợp tác xã còn hạn chế, nhiều hợp tác xã còn yếu vì chưa tiếp cận được vốn vay của các tổ chức tín dụng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vai trò hiệu quả của kinh tế tập thể, nhất là về các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, nhất là các chính sách thu hút doanh nghiệp, đầu tư vào chế biến nông sản, tạo ra chuỗi giá trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả. Chú trọng nhân rộng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, quan tâm hơn các chính sách phát triển kinh tế tập thể, phù hợp hơn trong giai đoạn mới. Ngoài ra cần giải quyết dứt điểm những hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.